Xin chào anh em. Sau đây là mình xin giới thiệu đến anh em một cái tựa game, đó là game Kiếm Ma H5. Thì nghe nói game này là chơi siêu hay. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành là mình vào đăng ký tài khoản và trải nghiệm cho anh em cái con game này nhé. Thì đầu tiên là anh em sẽ vào đây, mình anh em đăng ký cho mình cái tên tài khoản vào đây này. Đó, mật khẩu của anh em viết vào đây cho mình nhá. Sau nhắc lại mật khẩu, sau đó là bấm vào chữ đăng ký này, ok chưa? Rồi, thì sau đây mình đã có tài khoản, thì mình sẽ tiến hành là đăng nhập luôn. Rồi, mình bắt đầu tiến hành là đăng nhập vào game rồi anh em ơi. Thì sau đây là mình sẽ bấm vào cái nút chơi ngay này. Đó. Do là game H5 thôi nhưng mà PC thì được full màn hình. Còn anh em chơi ở trên các cái máy tính khác thì anh em chơi trên thiết bị di động thì không được full màn hình đâu nhá, vì full màn hình nó bé quá không thể nào mà xem được. Rồi thì đây là mình đã vào cái game này rồi. Thì anh em đánh ải này sẽ rớt ra kim nguyên bảo này. Đấy, mỗi lần đánh ải là nó rớt ra cho anh em được 2.000, nhân với 5 lần thì mỗi lần được 10.000. thì như vậy là anh em đã có kim nguyên bảo. Còn anh em đánh bot to ấy, thì mỗi lần nó rớt cho anh em khoảng 1 triệu đến 10 triệu tùy theo. Nhưng mà chung chung là 1 triệu kim nguyên bảo cho một lần rớt anh em ơi. Đấy là đối với bot to. Thì bot to thì anh em chơi thì anh em mới biết được cái con bot to. Thì mình bây giờ mới làm những nhiệm vụ đầu tiên thôi. Thì nó rớt kim nguyên bảo thì nó free cho anh em trực tiếp luôn. Không có code gì. Còn nếu mà anh em muốn có code gì thì anh em sẽ vào ban page group và hội nhóm để xem nó có code gì thì nó sẽ thông báo cho anh em. Do mình mới chơi cái con game này lần đầu thì nhiều cái mình còn bỡ ngỡ, thì mình review nó không được tốt lắm, thì anh em thông cảm giúp cho mình nhá. Có game là mình sẽ review, game hay là mình review. Rất là đông người chơi cái game này anh em ơi. Đấy, đồ họa của con game nhìn khá là đẹp mắt luôn, rất giống với lại web game luôn. Đó, trở về luôn, nhìn đồ họa rất là bắt mắt. Mình cũng không hiểu là cái game H5 này là mình có được điều khiển nhân vật không. Thì đấy, nó cứ chạy này và nó đánh thôi, mình cũng không hiểu lắm. Đấy, ai vừa đánh được trung phân đạt đến 100 mà 1 triệu là nhận lấy này trang bị thi đấu ban thưởng khinh thường quần hùng. Đấy, cái gì nó có lại thông báo lên đây. Đấy, nhìn các cái giao diện của cái con game này mình nhìn lên khá là đẹp mắt đấy. Rất là đông người đang đánh, toàn chữ KKK này, thì không biết mình nhìn thì không biết là có phải là người chơi không hay là đây là máy móc thì mình cũng không biết được. Đấy, mình bây giờ mình đang đánh ải lam rồi anh em ơi. Nó game free cho mình VIP 10 này. Đấy, nhận quà VIP 10 này anh em ơi. Đó, rất là nhiều những các cái món đồ ở đây. Đấy, mình sẽ trang bị luôn. Ở đây xuất hiện thêm cả con rồng nữa này anh em ơi. Đấy, trang bị cái thì nhìn nhân vật của mình trông khác hẳn đi. Đấy, mình được cái gì mà toàn đồ màu xanh nè rồi anh em này. Mình chơi cận chiến thôi, mình không chơi pháp sư. Mình chơi cận chiến anh em. Ở đây có 3 lớp nhân vật để cho anh em lựa chọn. Một là chiến sĩ, 2 là pháp sư, 3 là đạo sĩ. Đạo sĩ hình không biết là đạo sĩ hay là đao sĩ gì. Mình vào mình chơi mình quên mất rồi.
Đấy, thì trong cái thời dịch bệnh này thì mình mong rằng là anh em là đừng nên đi ra ngoài nhiều quá, tập trung ở nhà để bảo toàn cái long thể của mình nhá, tránh việc đi ra ngoài tụ tập đông người trong cái lúc dịch bệnh này. Ở nhà cứ anh em cứ chơi game, thì anh em thấy game mình đăng tải cho anh em nhấn vào đăng ký cho mình, bấm vào hình quả chuông để nhận những con game mới nhất. Mình liên tục hàng ngày là dành ra rất là nhiều thời gian tìm kiếm những con game hay để giới thiệu cho anh em chơi. Đấy, bỏ bê cả mọi công việc để tìm kiếm những con game để giới thiệu cho anh em chơi, giải trí trong những các cái ngày mà thời điểm khó khăn này. Đấy, anh em thấy hay thì anh em nhớ like cho mình nhé, đăng ký kênh giúp mình, bấm vào hình quả chuông để nhận những thông báo game mới nhất. Mình phải bỏ rất là nhiều thời gian để tìm game. Đấy, anh em nhìn quái rất là đông luôn, đánh bao sướng luôn. Mình chưa biết cái hệ thống kỹ năng của game này nó ở đâu. Đấy, cứ đánh một phát là lại có kim nguyên bảo anh em ơi. Dùng điện bớt cái trang bị này đi, khá là nhiều trang bị. Đấy, mình sẽ show cái quả đao của mình là thuộc tính cơ bản sinh mệnh cộng 75 cộng thêm 1 công kích 22 cộng 1 này. Đấy, thần trang thì không biết là mình nhận mảnh ở đâu nữa. Kỹ năng đây, trong một kỹ năng đây anh em, mình bây giờ hiện tại mình đang có mấy kỹ năng liền đây, ba kỹ năng. Còn kỹ năng này 25 thì mở khóa này, kỹ năng này 35 thì được mở khóa này. Đấy, nội công này, kinh mạch bí tịch này, thông quan 13 thì mở ra này, kinh mạch thì cấp 35 mở ra này, bí tịch thì một giờ đi chỗ khác cái gì khải ấy. Rất là nhiều thứ, chắc là rèn luyện này, mạnh hóa này, mình sẽ rèn lên cho nó khỏe lên anh em ơi. Đấy, lực chiến đang tăng rồi, nhân vật này. Đấy, rất là nhiều chức năng mà anh em cần khám phá, vì do mình quá ngỡ ngàng về game cho nên mình cũng không review được nhiều, thì mình không hướng dẫn được anh em tận tình chu đáo, thì anh em thông cảm giúp cho mình nha. Anh em ủng hộ mình bằng cách là cố xem video cho thời gian nó dài dài, thì như vậy là anh em đã ủng hộ mình rồi. Còn anh em thấy kênh hay thì anh em nhớ đăng ký cho mình nhé. Tài khoản game này thì đăng ký dễ như ăn kẹo luôn, không có gì khó cả. Không có một tí tiếng Trung Quốc nào, chỉ có một số rất ít ở đây. Thì như vậy là rất là dễ chơi. Đây, mình sẽ chỉ kiểm tra cái lá thư đầu tiên này xem nó có gì. À, nó cho 1.000 vạn luôn này anh em ơi. Rồi, nhìn lấy phụ kiện luôn. 1.000 vạn là tương đương với lại bao nhiêu triệu nhỉ? Như này tính ra là 400.000 vạn này. 1.000 vạn nó tương đương khoảng tầm hình như là 100 triệu sao anh em. Mình cũng không chưa chuyển đổi được cái này. Một vạn thì tương đương với lại 10.000 kim nguyên bảo anh em.
100 vạn thì tương đương với lại 100.000 kim nguyên bảo. Còn 1.000 vạn thì khả năng là tương đương với lại 1 triệu kim nguyên bảo sao anh em. Thì mình có gì sai sai thì anh em thông cảm giúp cho mình nhá. À, nó tương đương khoảng tầm 10 triệu kim nguyên bảo đấy anh em. Đấy, đây là mình sẽ ra skill này đó. Bù bù bù, đẹp chưa? Tuyệt vời luôn. Link tải mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho anh em nhé. À, link chơi ngay thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả luôn cho anh em. Đấy, nhìn anh em có thể đây, mình có thể mình không bấm được ra nhưng mà anh em có thể nhìn cái cây mít này xung xê quả nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, cái cây mít ở đằng phía đằng xa xa này, đây ở đây có cây mít này anh em, nhìn nó ra xung xê quả nhìn cũng rất là đẹp luôn, rất là mộc mạc luôn, đồ họa rất là hay. Mà game này thì iOS đến Android đến máy tính bảng, laptop, PC, mọi cái là anh em có thể chiến được con game này rồi. Đấy, mình sẽ thông qua này tiếp theo. Rồi, con boss này đó, nó cho cái giáp toàn giáp trắng tinh kìa. Đó, bây giờ mình đã kích hoạt được nội công rồi anh em ơi. Rồi, mình sẽ tu luyện thử nha. Ồ, hay quá. Mình không tu luyện được nữa rồi anh em ơi. À, mình vừa nãy là nó lag hay sao ấy. Đấy, mình đã tăng bậc nội công của mình lên rồi nè. Vãi cả game. Tổn thương hấp thụ được 20.3% này anh em ơi. Đấy, càng lên cao thì càng khó. Phú ca, sao lại nắm phú ca này nhỉ? Khó hiểu quá anh em ơi. Thì một đàn phú ca luôn này. Đó, mình sẽ bật vào đây, mình sẽ trang bị luôn. Đó, đồ của mình đã trang bị lên rồi. Mình cũng chưa biết là shop nó đang nằm ở cái vị trí nào nữa. Đây, mình sẽ vào mình dung luyện hết những các cái đồ này đi. Mình nhìn thấy đồ đỏ đỏ này này, nhưng mà cấp 80 mới được dùng cơ anh em ơi. Bao giờ mới lên được cái cấp 80 này. Ui, đồ ngon quá. Hiện tại giờ mình mới đang ở cấp 24 thôi, không biết là làm cách gì để lên được 80 cho nó nhanh. Dùng luyện riêng này. Rồi, vậy mình cũng xin giới thiệu đến anh em con game đến đây thôi. Thì anh em sẽ vào lập nick và chơi trải nghiệm nhá. Chúc anh em chơi game thật là vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh, like và xem hết video cho mình nhá. Nếu có quảng cáo thì anh em ủng hộ mình thì anh em xem hết quảng cáo giúp cho mình nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những con game tiếp theo. Bye bye.